nay mình đi đến cái collection này, đây là xương rồng này, mình lướt lướt không, tại vì mình đang đi tìm mấy cây succulent xương rồng, mình chỉ quay quảng cáo cho mọi người coi cho vui. Chị có mấy cái cây giống như cái bông sen á chị, nó nằm đâu chị? Mấy cái cây giống như bông sen, nó cây gì chị? Succulent á, nó dài dài ngoài. Ok, cảm ơn. Thích mấy bông giống như bông sen cho nên em sẽ lướt qua nha. Đây rất là nhiều nhưng không có nhiều bông sen nào.